Tập 8 xin kính chào các bác. Vâng, video hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác đó là một sản phẩm mới nhất ở bên em. Thì đây là một mẫu 9XTX20 bản 2020. Đây là bản mới nhất của 9X vừa về ở shop em, thì hôm nay tiện hàng về cũng mới lập hộp, em tiện review cho các bác luôn. Đây mẫu đen cam nha các bác. Một xe rất là đẹp. Cái mẫu này đây là một mẫu xe địa hình thì được rất nhiều các bạn trẻ ưa thích trong năm 2019 này. Cái bản 2019 nó đã quá hot rồi, nhưng vừa rồi nó lại ra một bản 2020 nữa thì cực kỳ là chấn động luôn. Cái thiết kế bộ khung nó kim nhôm nha các bác. Đây các bác có thể phân biệt qua cái mối hàn này, khung nhôm sẽ làm kiểu vây cá như này nha các bác. Cùng màu đen cam cực kỳ là tươi mới mẻ, lớp sơn cũng khá là mịn mà, sơn này sơn tĩnh điện nha các bác. Và chống xước luôn. Đây các bác nhìn cái vì cam này, nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn tươi hơn là so bản cũ luôn. Thiết kế thì rất là độc đáo, đặc biệt. Bộ khung làm rất là to, chắc khỏe. Đúng chất xe địa hình luôn. Dáng xe con này cực kỳ đẹp nha các bác. Quay đi. Kỳ đẹp luôn. Và ghi đông của vô tăng là bộ kế hợp kim nhôm nha các bác. Vô tăng là nhôm đúc, hợp kim nhôm đúc nha. Và vô tăng là nhôm luôn. Gồm bộ đề, cặp đề Shimano, gồm bên 3 và bên 8. Con này thì gồm 24 tốc độ nha các bác. Có nghĩa là gồm bên đĩa, 3 đĩa, 3 đồng đĩa và 8 đồng lít. Mẫu xe cực kỳ là cao cấp luôn. Yên là yên da mềm của 9X. Nó là một cái màu cam rất là tươi. Và pedal, pedal là pedal nhựa đúc bi bọc đạn. Yên là yên 9X là nhôm đúc luôn nha các bác, là hợp kim nhôm luôn nhé. Có phản quang ở sau để cho các bác đi tối đỡ phải lo lắng. Và khung từ thiết kế đường nét nó làm rất là đẹp nha các bác. Đùi đĩa Pohia được thiết kế bằng hợp kim nhôm đúc cùng 3 tầng đĩa, lớp đĩa màu bạc nhìn rất là cao cấp nha các bác. Và đề trước là Shimano Tunay nhé. Đề trước sau thì là Shimano Tunay 8 tầng nít. Để các bạn nhìn là nít không? Nít nó khác biệt so với bản 2019 thì cái màu nít nó là một cái màu bạc. Thì toàn bộ mấy cái nít cao cấp thì đa số là màu bạc nha các bác. Nói chung là cũng tùy dòng nha các bác. Như em cảm thấy thì nít này nhìn rất là chất lượng, bắt mắt. Và xích Shimano Mayer thì đây một cái Mayer khá là mới, Mayer No 105, 10S thì nữa các bác nhé. Mayer bi hoặc đại gồm 32 nỗ. Và vành nhà vành có 9X, vành hợp kim nhôm. Và xăm nốt là xăm nốt CFT nhé, CFT Jack là một cái thương hiệu khá là lớn nhé, nổi tiếng. Và chất liệu nốt thì nó rất là dày, như em cảm thấy nó khá là dày. Đi mấy cái này các bác yên tâm, cái độ êm nó là chắc chắn rồi. Bộ phanh này là phanh của 9X nhé. Đây có dấu hiệu X này của 9X nha. Phanh là phanh đĩa nha các bác. Phanh này bóp rất là sướng nhé. Bóp chẳng khác gì giống ra ăn cả. Và trục nó là trục rỗng nha các bác. Rỗng sẽ thiết kế cho các bác đi nhẹ nhàng và êm ái hơn, chứ các bác chuyển động mượt mà hơn nhé. Cái bộ phận này là rất đặc biệt của đèn 9X đi nha. Đây là màu đen của xe. Và mẫu 9X này thì sản xuất ở Đài Loan nha các bác. Ghi đồng nó khá đẹp, có hai bộ sửa phụ cho các bác. Và tiếp theo thì cái bộ phuộc này là phuộc nọt so nhé, có một khóa phuộc cho các bác đi tiện lợi. Các bác khóa này sẽ không là cái phuộc có sự cứng lại, là các bác đi giống như xe tu linh thôi. Các mở ra thì đi mấy đoạn có người sóc thì đi sẽ êm ái hơn. Và càng hơn kim thép nha các bác. Càng này nó có cái tem chi tiết rất là đẹp bắt mắt. Cái màu cam này rất là tươi nha các bác. Nhưng cũng bù lại nó là cái dáng xe nó cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Đây. Và xăm đốt trước như đằng sau nha các bác. Ngoài ơi cũng thế, bị bọc đạn trục rỗng nhá, phanh đĩa. À, cốt trục giữa là cốt trục bi bọc đạn nhá, có trục thấm nước cao cấp rất tốt nha các bác. Và đây là mã số khung của nó. Thiết kế con này thì đây nó không còn là cái logo 9X nữa, nó ghi hẳn chữ 9X ở đây luôn nha các bác. Đây các bác thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn. Và
mẫu xe này thì bên em đang bán mức giá cũng khá là hấp dẫn. Mức giá khuyến mãi đó là 4,4 triệu nhé. Ok, với một mức giá 4,4 triệu thì các bác có thể sửa mẫu TX20 bảng 2020 này rồi. Em sẽ đính link bên dưới cho các bác dễ tìm và mua hàng nhé. Xin chào các bác, cảm ơn các bác qua video của em.